Sáng qua, tòa án nhân dân huyện Thuận Nam tổ chức phiên tòa xét xử vụ án hình sự về hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ đối với 6 bị cáo xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 8502D thuộc công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật Khải Hưng. Phiên tòa đã đưa ra xét xử bị cáo Lê Tự Trị, sinh năm 1972, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 8502D bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Anh Thuận truy tố về tội nhận hối lộ. Các bị cáo khác gồm Nguyễn Văn Tuấn Dân, Dương Văn Minh, Lê Đức Dũng, Trương Minh Nam và Phạm Văn Thành cùng ngụ tỉnh Phú Yên bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Anh Thuận truy tố về tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022, Lê Tự Trị là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 8502D đã lợi dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để thỏa thuận nhận tổng cộng 186 triệu đồng của năm chủ phương tiện để chỉnh sửa thông số kỹ thuật đối với 27 phương tiện ô tô semi tham gia đăng kiểm. Trong đó có 16 phương tiện đã đăng kiểm thành công và 11 phương tiện đăng kiểm chưa thành do tổ kiểm tra liên ngành phát hiện. Cụ thể, Lê Tự Trị nhận của Nguyễn Văn Tuấn Dân 124 triệu đồng để nâng chiều cao thùng hàng của 18 phương tiện nhận của Dương Văn Minh 30 triệu đồng để nâng tải trọng của 5 phương tiện, nhận của Dương Văn Thành 22 triệu đồng để nâng chiều cao thùng hàng của 2 phương tiện, nhận của Lê Đức Dũng 7 triệu đồng để nâng chiều cao thùng hàng của 1 phương tiện và nhận của Trương Minh Nam 3 triệu đồng để nâng chiều cao thùng hàng của 1 phương tiện. Theo hội đồng xét xử, hành vi trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực giao thông, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, còn phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răng đe giáo dục và phòng ngừa chung. Xét thấy tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Tự Trị 4 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn Dân 3 năm tù giam, Phạm Văn Thành 2 năm tù giam, Dương Văn Minh 1 năm tù giam, Lê Đức Dũng 9 tháng tù giam và Trương Minh Nam 6 tháng tù giam.